Chào tất cả các bạn đã trở lại với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.13.2. Đấy, tập hôm nay Lập sẽ bắt đầu xây dựng nông trại các mà. Ở tập trước Lập có đào ít đất sét đây. Ok, bây giờ mình sẽ nấu lên cái đăng. Đấy, bây giờ mình sẽ chuẩn bị xuống địa ngục để lấy thêm thạch anh các mà. Tại vì cái trang trại cần có thạch anh với đất sét đây. Đây là số đất sét mà Lập đào được ở tập hôm qua này. Và bây giờ Lập sẽ nung lên các mà. Chia đều ra. Các bạn khi nung ấy, mình khuyên các bạn nên chia đều ra các mà để tiết kiệm cái thời gian cũng như là nguyên liệu mình đun lên đây. Hiện tại trong nhà mình có 10 cái lò cho nên mình sẽ chia làm 10 cái slot nha các bạn. Đấy, này một cái này. Đây. Rồi ok, hiện tại mình đã nung nó, đang nung nó lên các mà. Sắt có vẻ là hơi khá là nhiều này. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái cổng địa ngục rồi xuống địa ngục tham thạch anh các mà. Mình cần cũng khá khá thạch anh đấy, tại vì cái nông trại này nó sẽ viền bằng cái trụ thạch anh các mà. Trụ thạch anh khá là hợp với cái trang trại ấy. Cho nên bây giờ mình phải farm một mớ thạch anh đi. Có thể dư cũng được các bạn, dư để sau này còn làm mấy đồ redstone nữa. Ok, mình hiện tại mình đang đào thạch anh này các bạn. Mình có cái cúp gia tài 3 cho nên ra khá là nhiều thạch anh. Đấy, farm chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ farm một mớ rồi quay trở về nha các bạn. Ok, mình đã trở về rồi đây. Mình đào được 1, 2, 3, cũng một mớ các mà. Đấy. What? Vậy là mình ở dưới trên này nó không có lót ra các mà. Ồ, căng nha. Mình ở dưới địa ngục đó các bạn. Ở trên đây nó không có lót cho nên nấu nãy giờ chưa xong này. Ủa gì, mình cần phải đợi cho nó nấu xong nữa các mà. Ok, trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đổi mấy cái này thành thạch anh các mà. Tầm nửa stack đi. Đấy. Thạch anh để mình làm trụ các bạn. Ui, vậy là hai cái khối này sẽ làm được cái trụ này. Wow. Giờ tạm thời là 16 trụ à. Nó khá tốn khá là nhiều các bạn à. Đấy, được 4 mấy trụ này. Và mình cần thêm cái màu đỏ các bạn. Đấy, màu đỏ mình có thể farm này tại vì mình có bột xương ấy. À, rồi, bón vô thôi. Cho mấy bạn nào chưa biết thì dùng bột xương bón vô mấy cái này nó sẽ ra cái kiểu như nó nhân đôi lên các bạn à. Đó. Wow, được 4 mấy cái này. Một bông này ấy, thì nó sẽ cho ra hai cái màu nhuộm nè các bạn. Được stack không? Dư luôn nè các bạn. Đó, được hai stack này. Rồi giờ mình sẽ lấy mấy cái đất sét này ra. Gớm sành chứ không phải là ấy nữa. Đó. Lấy cái này cũng cho được khá khá kinh nghiệm các bạn. Rồi, tiếp theo là nhuộm nó thôi. Đấy, nhuộm nó thành màu đỏ này. Như đây còn khá là ít. Nghĩ Lập cần thêm ấy. Nhưng mà tạm thời như đây là được rồi các bạn. Và bây giờ Lập sẽ tìm cái khu thích hợp để xây dựng nha. Ok, sau một hồi quyết định thì mình sẽ xây cái trang trại ngay vị trí này các bạn. Nhưng mà nó dướng cái hồ này cho nên phải lắp đất lại nè. Hẹn lại các bạn khi mình lắp xong chỗ này cho nó bằng nha. Ok, hiện tại mình đã lắp gần xong cái chỗ bên kia các bạn. Nó hớp khá là sâu ấy cho nên cần khá nhiều đất. Mình dùng gần hết số đất trong cái gương mình luôn rồi. Kệ không sao đâu. Đấy, đầu tư cho cái trang trại này luôn các bạn. Rồi qua bển mình sẽ ốp vào tiếp thôi. Tại vì mình thấy chỗ kia nó khá là trũng các mà. Cho nên mấy chỗ trũng thì cần phải lắp cho nó cao ấy. Đấy, nãy giờ lắp lớp lên được 2 tầng rồi các bạn. À, đây là tầng cuối cùng rồi. Đấy, cái gì ốp vào. Đấy, sau khi lắp ốp vào ấy, lắp sẽ qua bển, lắp sẽ lấy số đất sét nung ấy. Còn lại lắp ráp thành cái gốm sành đỏ này. À, tại vì giờ chưa làm được cái bê tông các bạn. Ok, giờ Lập sẽ ốp lại rồi lấy nguyên liệu ở đây rồi xây luôn nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu xây dựng thôi các bạn. Đấy, mình sẽ làm phần trụ trước nha. Chưa đặt các bạn chế tạo xuống grab thêm ít cái có trụ nữa các bạn. Rồi. Cái này chắc cũng không quá bự đâu các bạn. Đó, rồi để mình xem coi. Cái trụ ở đây đi. Vậy là phải cho nó sát vô cái bên đây luôn các bạn. Đặt ra. Đấy, sát vô đây luôn này. Để cho nó chiều ngang bự tí ấy.
Rồi. 1 2 3 4 5. 5 hay 7 ta? 6 7. Đấy, cái đường vào là bao ô này? 1 2 3 trụ. À. Gì có quá bự không? Cái gì chắc là được rồi đó các bạn. Hay gì là 3 6 7 là 10, 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3. Ô 15. Ok, 15 ô cũng được các bạn. Rồi bây giờ đi chiều gì? Chiều dài này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 9 đâu? Lên cái chỗ. Đấy. 19 đâu hả? Ok, vậy là chiều dài là 19 đâu nha các bạn. Yumi Villager. Muộn các bạn, cái đó phải nó ở trong mát ấy, Lộc còn có thể cứu nó được ấy. Hiếm lắm mấy gà con zombie đó các bạn. Rồi, kéo ngang thôi. Đấy. Cái đây là lần đầu Lộc xây cái trang trại kiểu như bằng gạch này các bạn. Cho nên có gì các bạn thông cảm với Lộc nha. Rồi nó lại hết rồi. Ui hơi căng nha, vậy là Lộc cần phải vừa xây vừa tìm nguyên liệu các bạn. Lộc định hoàn thành cái này trong một tập nhưng mà hơi khó đây. Rồi bây giờ sẽ lên đây. Ok, giờ đập cái này ra làm thêm cái trụ các bạn. Lên này, 2 3. Đấy 1 2 3. Để xem coi. Ok, vậy là Lộc làm cái mặt trước để xem coi nó có ổn không nha các bạn. Nếu có gì còn Lộc còn chỉnh sửa kịp ấy. Đấy, trụ. Trụ lên tầm cái nhiêu ô ta? 1 2 3 4. Trụ lên 5 ô đi. Đó, tạm thời là 5 ô. Đấy. Cái này là thạch anh. Và đấy. 1 2 3 này, 4 5, 4 5. Rồi. Lặp lại. Rồi xong Lộc làm cái phần máy luôn các bạn. Hãy làm mặt trước thôi. Mấy mặt kia từ từ hãy làm. Nếu có sai là còn sửa kịp ấy. Chứ xây cho đã rồi sai sửa luôn hơi mệt các bạn. Và cái này thì nói lại thôi. Đấy. Cũng như mấy cái nhà kia Lộc thường nói mấy cái trụ lại các bạn. Nhìn cho nó đẹp ấy. Rồi. Xô nước đây. Vậy là cái này mấy ô ta? Một. Cái này nó ra số chẵn rồi. Vậy là cái này phải đi ra một ô nữa này. Thấy không? Mới đây là đã sai rồi đây. Ui dạ. Này lên 3 ô. 2, 3. Rồi cái này là up cái trụ vô các bạn. Đấy. Rồi. Xong. Hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Vậy là ở đây cần trang trí thêm gì là tạm thời gì là ổn rồi đó các bạn. Còn cái này thì đi ra thêm một ô nữa. Đó. Đi ra một thêm một ô, không biết cái này nó thành số chẵn hay số lẻ nữa. Để xem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Thành số chẵn rồi. Mà không sao đâu, đây là công trình đầu tiên mình sẽ xây số chẵn luôn đi. Đấy, không gì phải xoắn hết các bạn. Đấy, xây số lẻ hoài với cũng hơi nhàm ấy. Cho nên đổi qua xây số chẵn một bữa đi. Đấy. Rồi tiếp theo là phần máy nha. Có lên thêm ít một block nữa đi các bạn. Chắc Lộc dùng thạch anh đi lên cho nó nhanh ấy. Tại vì cấp đập đào khá là nhanh luôn. Không cần phải làm cái hàng rào đâu. Rồi cái này đi lên thêm bao đi. 2, 3, 3 hay 5 ta? 4, 5. Ok, tạm thời lên 5 trước đi các bạn. Đấy. 2, 3, 4, 5. 5 ô hả? Để xem cái này là mấy ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là cái trên lên cũng tầm 5 ô được không ta? Hơi bị lệch thì phải. À đúng rồi, cái này thiếu một ô này. Đó, cái máy gì? Ok, vậy là lên 5 ô đi. Rồi, đi lên. Cái này chỉ mới có 1, 1, 2, 3, 4, 4 ô thôi. Hay gì thấy nó hơi ngắn hơn cái bên kia ấy. Rồi tiếp theo là nói lại. Đấy, sau đó mình sẽ làm phần máy luôn. Cũng như làm cái viền cái máy trước các bạn. Mình thiếu rồi. Làm cái bàn chế tạo. Đây có này. Đấy, làm thêm cái trụ. Rồi, tiếp tục. Không. Nhầm. Cái cúp mình đào kinh quá. Đấy. Rồi, đi xuống.
Đấy. Bây giờ nghiến cái nữa các bạn. Dạ dạ dạ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay về cái nhà của mình để lấy thêm đá các bạn. Tại vì phần mái mình sẽ dùng đá thôi. Đấy, nguyên liệu chính là gốm sứ này, thạch anh và đá thôi. Đấy, chỉ có bao nhiêu lửa thôi các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ về nấu đá lên luôn. Ok, cảm ơn. Như vậy là mình đã xong phần mà mặt trước của cái nông trại các bạn. Đấy, mình có sửa lại ở phần trước tí này. Và mình dùng hết số nguyên liệu mình đang có các bạn. Cho nên bây giờ mình sẽ bắt đầu đi farm thật là nhiều cái đất sét cũng như là cái thạch anh các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mà mình farm đủ số nguyên liệu cần thiết nha. Rồi ok, nãy giờ mình đi đào cũng được một mớ các bạn. Giờ mình vét ở xung quanh nhà mình nữa là cũng chắc gần đủ đó. Đấy. Tại vì gần nhà mình, gần khu này ấy, lọc đào không còn nữa các bạn. Nó ra biển ấy, tại khu lọc ít sông lắm. Chỉ gần biển thôi, mà ngoài biển thì không có đất sét cho nên phải về khu gần nhà mình vét luôn. Đó, ở đây còn cục này. Wow. Ok, để lọc đào xong cái này để nén đợi coi được bao nhiêu cái khối đất sét nữa nha. Dòng xe đổ các bạn, tại vì xây cái này khá là tốn đất sét luôn. Đây, ở dưới cái chân cầu còn này. Ủa, ở đây còn khá là nhiều luôn. Đấy. Tại vì đất sét để ở đây mình cũng đâu có làm gì đâu đúng không? Cho nên cứ đào thoải mái ra đi. Đó. Cái vườn muối biển các bạn nào biết cách để nhân giống chỉ nhớ comment chỉ Lộc nha. Tại vì Lộc không biết cách để nhân giống đó các bạn. Nó không có mọc ấy. Oh man. Đấy, lập chồng không đài không biết bao nhiêu bữa nữa mà nó không có nhân giống nha các bạn. Nó cứ như vậy vậy. Bạn nào biết cho nó lớn thì nhớ comment chỉ lập nha. Rồi, ủa đây còn này. Đó, lắp mấy cái lỗ này lên đây, nhìn kỳ quá. Giờ nén lại được bao nhiêu nha các bạn. Đấy, hơi bị nhiều nha. Wow. Được được như ta. 1 2 3 4 5 5 stack nữa các bạn. Hấp dẫn hấp dẫn. Ở đây còn nữa này. Ok, vậy là Lập đào hết chỗ này rồi xuống địa ngục thăm thêm thạch anh nha các bạn. Ok, hiện tại Lập đang nung chỗ đất sét lên các bạn. Đấy. Cho nó nấu lên đi. Rồi. Tại vì hết than nên Lập dùng gỗ đỡ các bạn. Tạm thời nung 4 cái lò này đi. Rồi cái này cắt vô nhiều khi thiếu mình sẽ nung thêm chứ nung hết nhiều thì không có để cái trang trí nữa các bạn. Sét cũng cắt cần thiết ấy. Rồi bây giờ sẽ cắt đồ rồi đi qua Nether để farm thạch anh các bạn. Rồi ok, mình đã chớ về rồi đây. Hãy đi farm cũng được một mớ rồi các bạn. Hãy được một stack nữa. Chắc một stack cũng đủ các bạn. Công việc tiếp theo là lấy mấy cái đất sét ra thôi. Đấy. Ồ, nãy giờ mình có chia ra mà nó không có nung này. Kiểu như nó không có lót ở trên vanilla này các bạn. Đấy, khá là bất lợi luôn, nhưng mà không sao đâu. Ở đây mình còn mớ này để mình đổi nó sang màu đỏ hết luôn các bạn. Đó, được một stack mấy nữa. Vậy. Rồi, tiếp theo là đem hết bọn bánh rồi xây tiếp thôi. Ồ, mình để cái cúp ở nhà, mình cứ tưởng mình mất rồi chứ. Ừ, mình cũng có kiếm được ba cái mắt Ender nữa các bạn, ngọc Ender này. Đấy là được 9 cái rồi. Vậy, cắt này vô. Rồi xong, bọn bánh xây tiếp thôi. Ta vượt qua gió bao đời này, dần bao la, ngày mai sẽ tốt thôi mà. Bao may mùa
ngoài trời đang rông bão, vấp ngã lại đứng lên không sao. Ước mơ đang xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu, chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều. Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu, phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều. Ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời, dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi. Có những bài hát nghe chỉ muốn thấy là cuộc đời, để biết mình lớn rồi nên là bài không thuộc thôi. Thiếu thuốc ta nói buồn đau đã còn chẳng tan, nhưng ta vẫn cứ gợi dù có mưa hay nắng hạn. Trời trời đông giá rét hay đâu cũng có băng tan, và bất kể ngày đêm mình như thế hay chẳng tan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mặt trước các bạn coi nó có ổn không nè. Ở trên đó khá là trống này à, không sao đâu, tạm thời để cho nó trống vậy đi, nếu cần thiết mình sẽ đập trên đó thêm. Ok, chắc mình giờ mình trang trí luôn các bạn, để các bạn mà cũng muốn xây giống như Lộc ấy thì có thể xây luôn nha. Cái này thì dùng block này đi, để đi lên làm một cái giống như cái này nè các bạn, ở phía trên ấy đó. Như vậy là đã hoàn thành rồi các bạn. Rồi, giờ thì đập ra hai ô đi. Đấy. Đặt như vậy. Đặt ở dưới nữa. Chưa để lắp bắt và lắp vô để lượm mấy cái khối này lại ra. Giờ cái mấy cái này, cái khối đất sét đang hiếm các bạn. Đấy. Ok chưa. Ok, tạm thời là vậy đi. Giờ đi ngủ cái đó bạn. Trời tối thui rồi. Đấy, để các bạn khó nhìn lắm. Rồi, như vậy là đã hoàn thành cái trang trại các bạn. Đấy, công việc tiếp theo là cuốc lên. Đây là cái đường đi này, đường đi là 3x3 này mình có làm. Mình biết sao tại sao cái máy mình nó kỳ các bạn. Cái này là 3x3, mình làm 3x3 nhưng mà mình làm hồi có thành 2x2 rồi. Ây da. Có nên sửa lại không ta? Thôi, chắc tạm thời để vậy đi các bạn. Không sao đâu. Đấy, đây là cái đường đi này. Đó. Đường đi vô trang trại các bạn. Cái này ở trên chắc mình làm thêm một tầng cũng được nữa các bạn. Đấy, để tiết kiệm cái diện tích đây. Đó, sau này mình sẽ chia trong đây từng khu nuôi thú riêng biệt các bạn. Đó. Ok, như vậy tập này đại khái đã hoàn thành công việc cần làm rồi. Wow. Hấp dẫn nha. Để mình dọn cái chỗ này cái đã. Có cái trụ nãy mình bắt tóc lên này. Đấy. Ok, nãy giờ xây dựng mình không để ý cái máy farm coi nó có hoạt động tốt không các bạn. Giờ vô xem nha. Ồ, nó có hoạt động này. Được một sắc rồi các bạn. Đấy, khá là ok luôn. Cái ngô thì ra hết chắc mà. Không sao đâu. Miễn nó có hoạt động là được rồi. Cát thì từ từ mình tìm, mình sẽ ốp ở phía trên này luôn này. À, các bạn cứ yên tâm nha. Ok, chắc tập này mình dừng tại đây các bạn. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này của Lộc. Và đừng quên comment những ý kiến cũng như là yêu cầu gì để Lộc có thể thực hiện những tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn tập tiếp theo. Bye bye.